Phương người giáp, hello anh em. Nay Phương sẽ giới thiệu cho mọi người cái hai loại đồng hồ ha. Hiện tại trong Phương đang có và cũng chiếm đại đa số trong các tòa nhà. Thì để giới thiệu cho các anh em nào mà chưa chưa gặp qua thì xem thử nha. Rồi hôm nào thì mình sẽ tiến hành đấu nối luôn cho coi, đấu nối từng miếng từng miếng. Tại vì hai cái đồng hồ này nó khác nhau. Thì cái sau lưng có vân kìa, bạn thấy không? Hai cái, hai loại đồng hồ. Một loại Sony nè, nhiều dây, loại trên ít dây hơn. Và nó có mấy cái cục này làm chi, còn cái con CP thì không không nói làm gì rồi ha. Đây thì cái đồng hồ ở dưới, đồng hồ gián tiếp nó đo thì bắt buộc nó phải thông qua mấy cái cục kia, đồng hồ ở trên thì nó không cần ha. Thì giờ Phương quay và Phương nói sơ sơ cho mọi người biết ha, tại sao mà nó sử dụng như vậy. Rồi mọi người cùng theo dõi nha. Rồi giờ thì Phương nói cái đồng hồ ở trên này trước ha. Cái đồng hồ ở trên này thì đây, cái đồng hồ này thì áp dụng khi nào? Khi đối với cái văn phòng ha, nếu mà cái lúc mà tính toán nguồn này nọ á, tải đồ này nọ ra hết mà xài ở dưới 100 A là sử dụng cái con CP tổng này nè, 100 A thì chúng ta sử dụng được cái đồng hồ này ha. Đồng hồ này nè, cái kiểu mà đồng hồ là trực tiếp nè, đó là cái kiểu mà giống như đây, vô ra vô ra vô ra vô ra thôi, này là chung nguội. Thì đây, đây là có một cái kiểu đồng hồ mà đại đa số mình hay gặp ha. Đây đó, đó, cái này là đại đa số hay gặp. Còn nếu như mà các cái văn phòng đó mà họ tính toán tải mà nó cao, đây họ tính toán tải họ cao lắm, tới đây là họ đang sử dụng cái con CP 200. Thì để lúc mà sử dụng con CP 200 thì không không thể nào xài cái con đồng hồ này được nha các bạn. Đó thì bắt buộc phải chuyển qua cái con đồng hồ này. Đó. Đó. Đây con đồng hồ này đây, các bạn thấy không, con đồng hồ này của nó đó. Thì ở nè, ở đây là cái ký hiệu để dùng cho phải có đo qua cuộn CT nè. Đây cuộn CT thì nó là đây, ba cái cục này đây nè nha các bạn. Đây đó, ba cái cục này nè, các dây cổ này á là đấu vô trong cái này, các bạn thấy không, nguyên một rừng dây. Thì cái này cũng đơn giản lắm các bạn. Hôm nào á, để mà Phương làm một cái clip để cho hướng hướng dẫn cái cách mà đấu nó đấu cái đồng hồ này. Nếu như mà cái Phương làm á thì nó sẽ ra rõ ràng, các bạn đỏ vàng xanh đồ các bạn nhìn vô là hiểu liền à. Đỏ vàng xanh đen nhìn vô một phát là hiểu liền, không phải là như vậy. Như vậy là các anh ta thợ mà người ta một khi biết rồi á, người ta ẩu, người ta làm vậy đó. Ừ, đó ẩu rồi thì đương nhiên là nhìn vô là biết, cứ vậy mà đấu 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 đó, cũng chẳng đâu quan tâm đâu, thấy không nè. Đó nó qua thì cái này trường hợp này thì sao cũng được, tùy theo cái cách mà anh thợ nó làm thôi. Nếu mà có thao tâm thì nó làm cho đúng, còn không thì cứ miễn sao cho nó đấu đúng là được, đấu đúng là ok. Đó thì này nè, các bạn thấy không, khi tải lớn, khi tải lớn là người ta sử dụng CP vậy đó, CP 200 đồng hồ này. Thì cái đặc biệt của cái đồng hồ này á các bạn, không các bạn thấy cái số không, cái số này nè nha, ví dụ như 10 mà nó nhảy lên 11 á là nó là một 40 kg, một số của nó là 40 kg đó, nó thông qua nó cái mấy cái cuộn này nè. Thì lúc mà chúng ta tính tiền điện á là chúng ta tự biết thôi. Ví dụ như tụi anh em của tụi Phương ghi hai số, ví dụ như là 2 3 2 1 12, tự động ở bên kế toán họ sẽ biết được là sử dụng 80 kg, một số là 40 kg ha. Đây cũng có note lên đây để cho mà anh em nào chưa biết biết nè. Đó, một số của nó là 40 kg, các bạn thấy không, cái đồng hồ nó khác hẳn so với cái đồng hồ trên. Nó chỉ thêm, nó thêm cái khúc này nè, nhưng mà nó một rừng dây ở đây. À, nó rừng dây và thêm cái con CP này, và cái cách đọc số của nó thì khác nhau. Ở trên này ví dụ như là
lên một số là một số, không có nhân chia cộng trừ gì hết, cứ lên một số là một số. Còn ở dưới á, ở dưới này là một số là 40 kg ha ha. À, rồi hôm nay video của Phương là giới thiệu cho mọi người biết được hai loại đồng hồ cơ bản để sử dụng thôi, để tải lớn và tải nhỏ thôi, chứ cũng không có gì. Thì hôm sau Phương sẽ đấu nối cho mọi người cái này và cái này luôn, sẽ có hai video để đấu nối cho các bạn coi, để cho bạn hình dung là nó là như thế nào ha. Rồi, video của Phương đã đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Phương. Nếu mà cảm thấy thích thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh và ủng hộ kênh Phương nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp video sau.